Mến chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin của Lekan News, cập nhật nhanh những tin tức tâm điểm trong nước và quốc tế. Mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chính của bản tin. Cameraman đứng ra bên vực bà cụ bán hàng rong khi bà bị công an mang xe về đồn. Theo nội dung đoạn clip được một tài khoản mạng xã hội đăng tải, người đàn ông đang cầm điện thoại quay lại sự việc, đang một mình mạnh dạn lên tiếng chỉ trích đội tuần tra. Mà nguồn cơn câu chuyện xuất phát từ việc bà cụ bán hàng rong bị đội tuần tra thu giữ chiếc xe đạp cũ chở hai gánh hàng cồng kềnh. Và vì thấy bà vừa khóc lóc nài nỉ, vừa ra sức kéo lại chiếc xe bưu sinh mà người đàn ông không kìm lòng được, thương xót, nên mới đứng ra bên vực bà cụ. Cameraman liên tục nói rằng các anh công an đang làm đúng, nhưng có thể vì bà lớn tuổi và chỉ muốn kiếm tiền mưu sinh nên hãy tha cho bà lần này. Dù là thế, nhưng đội tuần tra vẫn kiên quyết mang hết những mẹt hoa quả mà bà cụ bày bán trên vỉa hè lên chiếc xe tải, đồng thời tiếp tục muốn mang xe đẹp của người phụ nữ về phường. Đoạn clip sau đó đã tạo ra một cuộc tranh cãi dữ dội. Một bên đứng về phía cameraman và bà cụ hàng rong muốn sống theo tình người. Còn bên còn lại thì chỉ trích thanh niên bị ảo tưởng và lợi dụng câu view trên mạng xã hội, vì luật đã đề ra từ lâu là không được buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Nếu ai cũng chăm trước bỏ qua thì sẽ sinh ra mâu thuẫn và đặc biệt sẽ không còn ai sợ nữa. Tội bà thì tội, nhưng sao biết mấy anh không nhắc trước đó rồi? Với cả tha bà thì sao bắt mấy người cùng phạm tội khác được mà ở đó sơ hở là quay clip? Thấy thương bà quá, anh trai nói đúng đó, sống phải có tình người chứ. Khách tố đóng thẻ tín dụng gần một năm vẫn bị ngân hàng thu phí thường niên. Phản ánh trên cổng thông tin điện tử chính phủ, ông Ngô Hồng Vinh cho biết, tháng 1 năm 2022, ông được nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần mời mở thẻ tín dụng. Nhưng sau khi nhận thẻ thì ông nhận thấy có một số điểm khiến người tiêu dùng bị rủi ro, như phí thường niên, phí rút tiền, phí thanh toán quá cao. Do vậy, ông đã đến chi nhánh ngân hàng yêu cầu đóng thẻ. Khi đó, nhân viên ngân hàng cho biết dịch vụ đóng thẻ chỉ được thực hiện qua đường dây nóng hotline. Ông Vinh liên hệ nhiều lần đến số hotline của ngân hàng, trao đổi về yêu cầu đóng thẻ và được nhân viên xác nhận sẽ thực hiện đóng thẻ tín dụng cho ông. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 2 vừa qua, ông Vinh vẫn nhận được thông báo thu phí thường niên là 548.900 đồng của thẻ tín dụng mà nhân viên tổng đài đã xác nhận đóng cho ông. Ngay sau đó, ông đã đến chi nhánh ngân hàng khiếu nại, nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời. Các vấn đề của thẻ chỉ có kênh duy nhất là gọi hotline. Ông tiếp tục gọi hotline đề nghị giải quyết thì được nhân viên khác thông báo. Thẻ của ông đang hoạt động, do vậy việc thu phí thường niên là đúng quy định. Ông có trình bày sự việc yêu cầu đóng thẻ và phía nhân viên ngân hàng đã xác nhận từ ngày 23 tháng 4 năm 2022. Nhưng nhân viên này cho biết thông tin ông đưa ra là một chiều và ngân hàng sẽ kiểm tra sau. Trước vấn đề này, ngân hàng nhà nước cho biết, theo quy định hiện hành, việc phát hành và sử dụng thẻ phải được lập thành hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ giữa tổ chức phát hành thẻ và khách hàng. Để có đầy đủ thông tin, cơ sở giải quyết kiến nghị của ông Ngô Hồng Vinh, vụ thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần nơi ông Vinh mở thẻ rà soát, xử lý kiến nghị theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả về Ngân hàng Nhà nước. Phần mềm chưa ổn định khiến người dân phải xếp hàng xin phiếu lý lịch. Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua đã thực hiện các giải pháp tăng cường tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, việc vận hành phần mềm thử nghiệm trên cổng dịch vụ công và phần mềm tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp còn chưa ổn định. Ngoài ra, phần mềm này còn một số lỗi phát sinh và tốc độ xử lý trên phần mềm còn chậm. Điều này khiến công dân gặp khó khăn khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu suất thực hiện tiếp nhận hồ sơ của công chức bộ phận một cửa. Sở Tư pháp giải thích, để đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp quyết định tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ, tăng cường tiếp nhận hồ sơ đối với công dân đã có phiếu số thứ tự làm thủ tục nhưng chưa đến lượt hoặc qua lượt từ những ngày trước và công dân có phiếu số thứ tự làm trong ngày.
Cụ thể, từ nay đến ngày 15 tháng 4, Sở Tư pháp tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp các ngày làm việc trong tuần và sáng thứ Bảy. Sau ngày 15 tháng 4, Sở Tư pháp sẽ có phương án tiếp nhận hồ sơ phù hợp với tình hình thực tiễn. Điện thoại cục gạch lậu giá siêu rẻ đang tuồn vào Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp giao ban quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 7 tháng 4, ông Đỗ Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Viettel cho hay, tại một số tỉnh miền Tây Nam Bộ đang có hiện tượng điện thoại cục gạch 2G được nhập lậu với giá rất rẻ, chỉ với giá 150.000 đồng đến 200.000 đồng một chiếc. Ông Đỗ Minh Phương còn cho biết, một số nơi tỷ lệ người dân dùng điện thoại 2G trên mạng Viettel vẫn chiếm trên 30%. Những chiếc điện thoại 2G giá rẻ này sẽ làm ảnh hưởng đến lộ trình tắt sóng 2G. Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước cần có biện pháp để xử lý vấn đề này. Trả lời đại diện Viettel, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ sẽ có văn bản phối hợp với Bộ Công Thương để tiến hành thanh kiểm tra tại các địa phương có số điện thoại 2G nhập lậu nhiều. Bên cạnh đó, Bộ sẽ có thêm hướng dẫn về tiêu chuẩn cho các dòng smartphone 5G nhập vào Việt Nam. Trước đó, ngày 27 tháng 9 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn về định hướng triển khai lộ trình, kế hoạch dừng công nghệ di động 2G. Mục tiêu đặt ra là chậm nhất đến tháng 9 năm 2024 phải hoàn thành việc dừng công nghệ 2G. Khi 100% người dân sử dụng smartphone sẽ thúc đẩy những dịch vụ số phong phú hơn, dịch vụ dữ liệu được sử dụng nhiều hơn, nhà mạng có thêm doanh thu. Để chuẩn bị cho việc tắt sóng 2G, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã đưa ra quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất. Theo đó, các thiết bị đầu cuối thông tin di động sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam phải hỗ trợ công nghệ 4G trở lên. Sạt lở ảnh hưởng 46 hộ dân, Sadec đề nghị xử lý khẩn cấp. Ngày 7 tháng 4, ông Nguyễn Văn Hòn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sadec, Đồng Tháp cho biết, thành phố đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp về tình trạng sạt lở ven kênh Đốc Phủ Hiền thuộc xã Tân Phú Đông và đề nghị tỉnh ban bố tình trạng khẩn cấp để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân khu vực sạt lở. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Sadec, tuyến kênh Đốc Phủ Hiền do tỉnh Đồng Tháp quản lý, chiều dài qua địa bàn xã Tân Phú Đông hơn 2,8 km do dòng chảy từ sông Sadec đến sông Hậu. Trong các năm qua, tuyến kênh xảy ra tình trạng sạt lở ăn sâu vào đất liền và sạt lở cục bộ một số đoạn tuyến vào đường Đan Hiền Hữu, nguyên nhân do áp lực dòng chảy mạnh, lưu lượng tàu thuyền đường thủy có trọng tải lớn lưu thông thường xuyên. Mới đây lúc 9 giờ sáng ngày 1 tháng 4, tại kênh Đốc Phủ Hiền, ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, xảy ra sạt lở nghiêm trọng với chiều dài 60m, ngang 5m và đoạn tiếp giáp dài 440m đang có nguy cơ sạt lở rất cao. Vụ sạt lở làm 12 hộ với 52 nhân khẩu bị ảnh hưởng, một căn nhà cấp 4 và 3 trụ điện bị sụp xuống sông. Để khắc phục sạt lở, địa phương đã huy động hơn 50 dân quân gia cố để tránh sạt lở thêm, đồng thời bắc cầu tạm và di chuyển các vật kiến trúc, vật dụng của căn nhà bị sụp xuống sông, huy động tất cả nguồn lực để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sadec cho biết, trước tình hình diễn biến sạt lở phức tạp, nhất là đoạn kênh Đốc Phủ Hiền có 46 hộ dân với 213 nhân khẩu đang sinh sống, thành phố Sadec kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở ven kênh Đốc Phủ Hiền thuộc xã Tân Phú Đông và đầu tư xử lý khẩn cấp khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn tài sản của nhà nước, nhân dân và tính mạng của người dân. Hà Nội kiểm định toàn bộ biệt thự cũ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức kiểm định 1.216 biệt thự xây dựng trước năm 1954, trong đó 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc được ưu tiên thực hiện trước tháng 9 năm 2023. Theo thông báo ngày 7 tháng 4 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc kiểm định được chia làm 2 nhóm, tương ứng với 2 mốc thời gian hoàn thành. Ngoài nhóm ưu tiên, nhóm 1.192 biệt thự còn lại được kiểm định xong trước 30 tháng 6 năm 2024. Sau khi có kết quả kiểm định, thành phố sẽ đầu tư ngân sách cải tạo, chỉnh trang biệt thự do thành phố quản lý. Những biệt thự do Trung ương hoặc các tổ chức cá nhân quản lý, thành phố sẽ thông báo kết quả đánh giá sơ bộ chất lượng và khuyến nghị kiểm định chi tiết, phương án sửa chữa. Danh mục 1.216 biệt thự cũ được thành phố Hà Nội ban hành vào tháng 6 năm 2022 theo quy chế quản lý sử dụng biệt thự cũ xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn.
Theo đó, tất cả nhà biệt thự thuộc danh mục gồm cả sở hữu của nhà nước, của các tổ chức cá nhân, không được tự ý phá dỡ. Trường hợp biệt thự bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, muốn cải tạo, phải có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng và được cấp thẩm quyền cho phép. Không còn cảnh ùn ứ nông sản ở cửa khẩu Lạng Sơn. Ngày 7 tháng 4, theo ghi nhận, khu vực cửa khẩu Hữu Nghị đã không còn cảnh ùn ứ xe container chở hàng hóa. Các xe hàng di chuyển từ quốc lộ 1A đến cửa khẩu thuận tiện. Trước đó, một số ngày cuối tháng 3, dọc theo quốc lộ 1A, đoạn gần cửa khẩu Hữu Nghị, nhiều xe container phải xếp hàng nối đuôi nhau chờ xuất khẩu. Việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời tăng thời gian chờ đợi thông quan, khiến chi phí xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp gia tăng. Ông Vi Công Tường, Cục Phó Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho hay, việc ùn ứ cục bộ tại cửa khẩu Hữu Nghị sớm được xử lý là do cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó có việc đàm phán thống nhất với phía Trung Quốc tăng thời gian thông quan hàng ngày tại cửa khẩu từ 7 giờ đến 19 giờ, phân luồng riêng cho phương tiện không hàng di chuyển tại khu vực mốc 1116-1117, tách biệt với luồng vận chuyển hàng hóa. Thời gian tới có thể tái diễn nguy cơ ùn tắc, nhưng cũng sẽ chỉ là ùn tắc cục bộ diễn ra trong thời gian ngắn, không nghiêm trọng. Độc đáo dùng ong thủ phấn dưa thay lao động. Dùng ong mật thủ phấn cho dưa đang được nhiều hộ dân huyện Nga Sơn, Thanh Hóa áp dụng. Người đầu tiên cho ong thủ phấn dưa ở huyện Nga Sơn có lẽ là anh Nguyễn Văn Nam với khu nông trại theo hướng công nghệ cao ở xã Nga Thạch, được đầu tư từ năm 2018. Khu nông trại hơn 3 hectare ở thôn Phương Phú được anh Nam chuyên canh dưa lưới Taki, dưa vàng kim hoàng hậu, dưa hấu và một số loại hoa. Thấy việc dùng ong thủ phấn cho các loại dưa có hiệu quả, nên ông chủ nông trại sinh năm 1987 cắt giảm dần lao động thụ phấn dưa những đợt cao điểm mà vẫn hiệu quả. Anh thử nghiệm chuyển một số đàn ong vào chăm sóc trong từng nhà lưới. Việc thụ phấn cho dưa vàng, dưa lưới ngày càng gặt hái thành công. Trước đây, mỗi đợt dưa vàng kim hoàng hậu trong nhà lưới ra hoa rộ, anh Tuấn phải thuê thêm 10 lao động địa phương để tập trung thụ phấn cho dưa trong khoảng 5 đến 6 ngày. Tính công lao động 200.000 trên người trên ngày, vị chi thuê nhân công chỉ cho khâu thụ phấn, mỗi lứa dưa tốn khoảng 10 triệu đồng trên lứa. Nhiều chủ mô hình canh tác dưa ở huyện Nga Sơn cũng khẳng định, thụ phấn dưa bằng ong còn có nhiều lợi ích, không phải hướng dẫn kỹ thuật và giám sát làm việc như thuê lao động. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!